Trong thú chơi cá cũng như là chơi thủy sinh thì có rất nhiều người cũng mới tìm tòi vào chơi bộ môn này và đã mắc những cái sai lầm rất là nghiêm trọng, khiến cái đàn cá là bị hao hụt đi và cũng như là không biết cách nào để có thể giúp cho đàn cá mà sống thọ, sống lâu và khỏe mạnh được. Hôm nay mình sẽ chỉ ra 5 cái lỗi cơ bản của những người mới nhập chơi bộ môn này. Và chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thủy Sinh M2. Và cái điều đầu tiên mình muốn nói đó chính là chọn lọc không phù hợp với kích thước của bể. Việc chọn lọc cho một chiếc bể là một việc rất là quan trọng, bởi vì nó sẽ giúp chúng ta xử lý nước để quyết định được là nước của chúng ta có sạch hay không, có nuôi được cá hay không, có giúp cá của chúng ta sống lâu hay không. Chúng ta nên chọn những chiếc lọc mà có kích thước lớn và chứa được nhiều vật liệu lọc, càng nhiều vật liệu lọc thì càng tốt. Và cũng như là sức bơm của các lọc phải gấp 5 lần thể tích của bể. Ở đây mình ví dụ như là cái bể của mình đang là 100 lít nước thì mình sẽ phải chọn một cái lọc có dòng chảy tầm khoảng từ 500 đến tầm 600 lít trên giờ. Mình sử dụng ở đây là một chiếc 7L2A cũng như là kéo thêm một chiếc 6L4 nữa. Và mình thấy là hai cái lọc này là vừa đủ cho chiếc bể 60 của mình. Và các bạn cũng nên nhớ là chúng ta không chỉ cần lọc không, và chúng ta phải cần là vật liệu lọc và vi sinh. Chúng ta sẽ phải châm vi sinh rất đều để giữ cho nước luôn luôn ổn định, không gây ra bất cứ những cái mùi hôi tanh khó chịu nào. Vấn đề thứ hai là vấn đề về việc mà chúng ta cho cá ăn quá nhiều thức ăn. Ta nên cho cá ăn đủ vừa, không nên cho ăn quá no. Và chúng ta có thể cho ăn là hàng ngày, là 2 ngày, 3 ngày một lần cũng được. Chúng ta không nên cho cá ăn quá no, bởi vì là nếu như mà cho ăn no quá thì cá có thể bị trương bụng, vỡ dạ dày và sẽ gây ra chết. Những cái cặn thức ăn thừa mà cá không ăn hết nó sẽ rơi xuống dưới và tạo ra những cặn bẩn nóng đặn ở dưới nền, và lâu ngày thì có thể sẽ gây ra bệnh, và nguy hiểm nhất và cũng như là xấu xí nhất đó chính là sẽ gây ra sán. Với những cái phần thức ăn thừa mà chúng ta nỡ đổ quá tay ra thì chúng ta có thể lấy những cái vạt và vớt hết tất cả những cái mảnh thức ăn thừa chúng ta bỏ ra ngoài. Không nên để một ít thức ăn thừa nào vướng đọng lại ở trong chiếc bể của chúng ta. Và vấn đề thứ ba là vấn đề muôn tủa, đó chính là không vệ sinh bể và lưới thay nước. Chúng ta nên thay nước từ 1 đến 2 lần trên một tuần để đảm bảo cho rằng là nước của chúng ta luôn luôn được sạch sẽ. Việc thay nước thì sẽ giúp chúng ta loại bỏ được những chất độc trong nước như là NH4, NO3, và thay nước cũng sẽ giúp một phần nào đó cho việc là cá của chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn. Đối với những cái bể thủy sinh thì việc thay nước còn giúp chúng ta tránh được những cái việc mà cây cối chúng ta bị dính những cái rêu tảo hại. Ý thứ tư đó chính là nuôi cá với một mật độ dày đặc. Đối với chiếc bể của mình thì mình cũng chỉ nuôi với một mật độ là ít mà thôi, bởi vì mình chủ yếu là mình sẽ ngắm cây là chủ yếu. Với những cái bể khác thì họ nuôi rất là nhiều cá và hầu như là chặt cá trong một chiếc bể luôn. Ví dụ như là chiếc bể này, nếu như mà chúng ta nuôi nhiều thì cá sẽ rất hay bị stress và có dấu hiệu là nhảy ra ngoài bể. Nếu như mà chúng ta nuôi nhiều thì chúng ta nên có một chiếc lọc thật tốt và cũng như là cung cấp oxy để cho cá được thoải mái hơn.
Và vấn đề cuối cùng, nó chính là nuôi cá to cùng với cá nhỏ. Người mới chơi không biết thì người ta hay rất mua những cái loại cá gọi là không biết loại cá nào với cái nào, nhưng mà thưa thế đẹp là người ta sẽ mua về và thả chung với nhau, và sẽ thả chung luôn cả cá to và cả cá con sống chung với nhau. Mình sẽ ví dụ ở đây là một con cá rồng và một con bảy màu. Nếu như mà chúng ta thả nó vào chung một cái bể thì khả năng rất là cao là con cá bảy màu sẽ bị con cá rồng nó ăn mất. Các bạn cũng biết trò chơi là cá lớn nuốt cá bé rồi đấy. Nếu như mà những cái con nào mà vừa miệng của con còn lại thì chắc chắn là con còn lại nó sẽ ăn. Là chúng ta khi đi mua thì chúng ta nên mua những loại cá mà có kích thước xem nhau, để tránh việc là về thì chúng sẽ ăn thịt nhau. Và đây cũng chính là 5 lỗi sai cơ bản của những người mới chơi cá và cũng như là chơi thủy sinh. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn hãy cho mình một like và một subscribe để ủng hộ mình và giúp mình tạo động lực để làm ra những cái video tiếp theo. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.